một cái cơ hội rất là lớn, mà đó cũng chính là cái cơ hội để họ sửa cái sai lầm lịch sử của họ đối với chiến tranh Việt Nam. Đó là cái câu chuyện mà tôi nói, họ những cái nước Đông Nam Á họ phải buộc không tin Mỹ hoàn toàn là bởi vì có một quốc gia ở Đông Nam Á bị sụp đổ bởi Mỹ rồi. Thành ra bây giờ họ phải đi đêm họ họ đu dây, nhưng mà họ là luôn khao khát có một thằng Mỹ hùng mạnh để quay trở lại chống tụi cộng sản, chống hồi xưa mà nó đừng có phản bội, nó đừng có chơi mất dạy như hồi xưa nữa. Thì nó đặt cho Mỹ một cái cơ hội rất lớn là họ sửa sai, và cái cách sửa sai của họ không thể nào tốt hơn, và họ đưa ra rất là nhiều tín hiệu. Hồi nãy anh Hải cũng nói tín hiệu đó, luật sư Thọ cũng nói sơ cho quý vị thấy tín hiệu đó, đó là gì, là họ muốn trả lại công lý cho Việt Nam Cộng Hòa, công lý cho người dân miền Nam Việt Nam, bởi vì chúng ta là một quốc gia bị xâm lược, chúng ta là người dân của một quốc gia bị xâm lược, thì cái công lý đó, đó là khi mà trả lại cho chúng ta thì Mỹ nó rửa sạch cái vết nhơ mà hồi xưa đảng Dân Chủ Mỹ nó gây ra. Mà những người Mỹ chân chánh họ luôn muốn làm điều đó, họ luôn muốn thực thi điều đó, bởi không chỉ họ muốn rửa vết nhơ cho quốc gia của họ, mà họ luôn luôn họ có một cái tinh thần thượng tôn công lý và tự do. Người Mỹ là cái dân tộc yêu công lý tự do rất là lạ lùng trên thế giới này, họ yêu đến độ họ thấy một cái dân tộc nhược tiểu nào đó mà bị mất công lý và tự do, họ sẵn sàng chết để chiến đấu xây dựng nền tự do và công lý cho những dân tộc đó. Thì các vị thấy rất là ít quốc gia nào trên thế giới làm được điều đó, chỉ có ngoại trừ Mỹ thôi. Thì họ yêu cái công lý, họ muốn trả lại công lý cho cái khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam Cộng Hòa là mục tiêu và giải pháp duy nhất. Vậy thì giải pháp duy nhất mà họ làm điều đó ở đây rất là may mắn là nó lại phù hợp cho cái lợi ích của quốc gia của chúng ta và nhân dân của chúng ta, đó là họ có cái công cụ giống như hồi nãy luật sư Thọ nói, đó là cái giấy nợ, cái giấy nợ mà 12 thành phần đã ký với nhau, mà rất là may mắn, cái này giống như là ông bà độ hay là trời độ chúng ta vậy đó. Đó là 12 thành phần này ký, không có ký dưới trướng của thằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, mà họ ký ngoài cái khuôn khổ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tức là họ được bảo trợ bởi Liên Hiệp Quốc nhưng mà ký ngoài cái tầm phủ sóng của Hội đồng Bảo an. Chính vì vậy năm thằng trong Hội đồng Bảo an họ cái viết ký vào á, nó ký với cái danh nghĩa là một quốc gia, chứ nó không ký với danh nghĩa là thường trực Hội đồng Bảo an hay là ông vua của loài người. Rồi bốn thằng tiếp theo ký cũng với danh nghĩa là một quốc gia mà nó có tư cách là quan sát viên để kiểm soát cái việc đình chiến ở chiến trường Việt Nam và chiến trường Đông Dương, người ta gọi là ủy ban đình chiến, có bốn thằng đó. Rồi còn ba thằng còn lại thì quý vị biết rồi, một nước Việt Nam Cộng Hòa, một thằng nước tự phong là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và một thằng phiến quân mang tên là chính phủ lâm thời miền Nam Việt Nam. Thì ba phần còn lại cộng với chín thằng kia là 12 phần đó. Thì cái tạm gọi là cái kết ước này nè, nó không có nằm trong cái tầm phủ sóng của thằng Hội đồng Bảo an. Điều đó có nghĩa là Hội đồng Bảo an trong đó có Trung Cộng và Nga không thể phủ quyết cái kết ước này. Vì vậy cái kết ước này nó còn hiệu lực hoài cho tới bây giờ. Thì đó chính là cái giấy nợ mà Việt Nam Cộng Hòa chúng ta, người dân miền Nam Việt Nam chúng ta có thể cầm để bắt chính cái thằng đó trả nợ cho tụi tao. Dĩ nhiên chỉ có chín thôi chứ còn ba thằng kia thì các chị không bắt được rồi đúng không ạ? Việt Nam Cộng Hòa thì là chính phủ pháp định đang đang vận động đây, đang chạy đây, các chị khỏi bắt, họ đang tích cực làm điều này. Còn hai thằng kia là chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì nó chính là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bây giờ. Còn cái thằng á nước tự phong, nước phiến quân là Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam, nó tự giải thể rồi, nó không còn nữa. Quý vị có muốn bắt thì nó cũng không có giá trị pháp lý để làm điều này. Thành ra là chỉ còn mỗi trong chín ông này, trong chín ông này á, là các chị chỉ cần vận động sáu ông là được, sáu ông thôi thì giấy nợ chúng ta sẽ được thực thi. Tại vì trong hiệp định Paris nó ghi như vậy, trong cái kết ước này nó ghi như vậy, sáu ông này chỉ cần ngồi lại là được. Thì trong sáu ông này rất là may mắn nữa, chúng ta có một ông là Gia Nã Đại, tức là Canada. Một cái may mắn là chỗ này, cái ông này là cái quốc gia nó được mệnh danh là cái quốc gia nó tử tế nhất hành tinh. Nó rất là tử tế, mặc dù nó có hơi thổ thả một chút, nó hơi ẻo một chút, nhưng mà nó rất tử tế, là nó luôn thượng tôn cái giá trị tự do và dân chủ trên thế giới này. Nó cổ suý cho tự do dân chủ, nó luôn ủng hộ điều đó. Nếu mà nói cái sự mà hy sinh để dành cho cái phong trào tự do dân chủ trên toàn cầu thì chắc nó chỉ đứng sau thằng Mỹ, trên không có thằng nào đứng hơn được nó. Thì hơn một cái là cái nước này là có ông thượng nghị sĩ là bự lắm nha các anh chị, thượng nghị sĩ của Gia Nã Đại là người gốc Việt mà là một công dân của Việt Nam Cộng Hòa, mà là một viên chức của Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa nữa, ông Ngô Thanh Hải. Thì cái ông thượng nghị sĩ này bây giờ ổng vận động một cái luật, hồi nãy thì luật sư Thọ nói rồi, bây giờ nó chỉ là dự luật thôi nhưng mai mốt nó sẽ thành luật. Luật là Gia Nã Đại là một trong chín cái thằng hồi xưa ký kết nước này, họ sẽ ngồi, họ kêu mấy nước khác ngồi lại trả lại món nợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Tức là một ông trong chín ông họ sẽ có một cái luật để kêu những thằng kia ngồi lại để trả món nợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Tức là gì, món nợ đó là gì? Món nợ đó là có một cuộc tổng tuyển cử tự do cho miền Nam Việt Nam, chứ không phải món nợ đó là kéo quân về để đuổi tụi cộng sản để mà trả lại Việt Nam Cộng Hòa cho người miền Nam. Không phải vậy nha, có một cuộc tổng tuyển cử tự do cho miền Nam Việt Nam với sự giám sát của Liên Hiệp Quốc. Anh chị nhớ cái chỗ này cho kỹ, là bởi vì cái điều này nó hoàn toàn giống hệt như thằng Lào với thằng Miên, Việt Miên Lào ba nước đều ký trong hiệp định Paris năm 73, và cái phương thức để mà họ tiến tới chấm dứt chiến tranh ở cái vùng này đều giống nhau, là có một cuộc tổng tuyển cử, các bên phải buông súng ngồi lại tổng tuyển cử để bầu ra một chính phủ liên hiệp. Từ đó về sau đất nước nó sẽ không có nổ súng nữa, cái chính phủ đó thành lập thể chế gì đó là do người dân quyết định. Thì trong ba nước này có thằng Miên nó thành công, thằng Miên nó làm được, thằng Miên nó vận động Liên Hiệp Quốc bảo trợ cho nó có cuộc tổng tuyển cử rồi, hồi năm 91-93 nó làm rồi. Mặc dù sau đó thì nó bị tụi Trung Cộng mua chuộc cho nội các, mà đó là câu chuyện khác. Câu chuyện đó là do chính phủ của nó quá tham thì nó bị mua chuộc, chứ nó không phải là câu chuyện trong giải pháp này. Giải pháp này nó đã thành công rồi. Thì điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đang đứng trước một cái cơ hội rất lớn, mà không chỉ có thằng Mỹ nó muốn sửa sai ở cái vùng Đông Nam Á để nó lấy lại thể diện, lấy lại uy danh, để nó lấy lại cái vị thế là đại ca của châu Á Thái Bình Dương, để nó kiềm chế cái thằng bá quyền, thằng Tàu Cộng đang xâm lược vùng này, mà nó còn muốn trả lại công lý cho một cái quốc gia mà nó đã bất tử bởi vì cái đám mà thổ tả xã hội chủ nghĩa mang tên đảng Dân Chủ hồi xưa. Đó là cái điểm thứ nhất mà Mỹ muốn là gần như được. Anh chị nhớ cái nguyên tắc là Mỹ muốn là gần như được,
trong nước thì những cái luận điệu tuyên truyền của tụi tiên giáo thì nó nói xấu Mỹ, nó nói Mỹ này kia kia nọ gì đó vân vân, nhưng mà thực chất ở bên trong bụng của tụi cộng sản, kể cả Trung Cộng lẫn Việt Cộng, nó đều hiểu rằng cái chuyện gì trên thế giới này Mỹ muốn là được. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là một trong những nước gọi là G7, các anh chị, G7, G7 là gia nã đại, mà nó là một cái nước ký trong cái kết ước 12 thành phần bảo trợ tổng tuyển cử cho miền Nam Việt Nam, mà nó còn là một trong bốn nước thuộc ủy ban kiểm soát đình chiến theo hiệp định Paris năm 73, mà nó có một cái luật từ thượng viện mà nó mai mốt mà nó ký ban hành thành luật thiệt, nó triệu tập các quốc gia đã thọt cái nhất ký vô đây để trả lại công lý cho Việt Nam Cộng Hòa, để có tổng tuyển cử cho dân miền Nam Việt Nam, thì điều đó nó rất là mạnh. Đó là một cái đòn chính trị, một cái giải pháp chính trị rất mạnh, nó tạo ra một cái cơ hội ngay lập tức cho người dân miền Nam Việt Nam chúng ta có tổng tuyển cử. Mà khi miền Nam Việt Nam có tổng tuyển cử, chúng ta có một thể chế mới, thì điều đó có nghĩa là Hoàng Sa, Trường Sa, biển Đông Nam Á ngay lập tức trả lại cho chủ của nó. Cái này thì chúng tôi đã nói rất là nhiều lần rồi, thì chúng tôi không muốn lặp lại. Chủ của nó là Việt Nam Cộng Hòa, chứ không có thằng nào là chủ ở khu vực này hết. Chẳng qua những cái đòn phép như là thằng Tàu nó đang quân sự hóa ở những cái vùng đảo quan vắng, là những cái bãi cạn, rồi thằng Phi cũng tuyên bố chủ quyền, rồi thằng Nam Dương tuyên bố chủ quyền, thằng Mã Lai tuyên bố chủ quyền, vân vân. Tất cả những đòn phép đó chẳng qua là gì, là do cái nhà trống, cái miếng đất trống chủ bị cái bọn mà bọn mấy thằng mất dạy nó đánh, nó rượt đi, họ buộc không phải chạy khỏi miếng đất như cái nhà đó, không chạy thì chết thì sao. Thành ra cái đám bất hảo nó lợi dụng cơ hội, mấy thằng mất mất dạy nó đánh, nó lấy cái nhà đó, mấy đám bất hảo nó mới cắm răng giành đất. Đó là cái câu chuyện rất là đơn giản về Biển Đông của chúng ta. Những thằng bất hảo nó cắm răng giành đất bởi những thằng mất dạy nó đánh đuổi chủ nhà, thì khi có tổng tuyển cử chủ nhà sẽ quay trở lại với sự giám sát của Liên Hiệp Quốc, có nghĩa là không có thằng nào dám đụng chủ nhà nữa. Và xin thưa quý vị, cái điểm này rất ít người để ý trong cái giải pháp này, đó là sau khi quý vị có tổng tuyển cử, điều đó có nghĩa là chúng ta trở thành một quốc gia hoàn toàn mới của Liên Hiệp Quốc, nếu như Liên Hiệp Quốc còn. Tôi nói nếu như, một quốc gia hoàn toàn mới của Liên Hiệp Quốc, bởi vì hồi trước Việt Nam Cộng Hòa chúng ta chưa được kết nạp chính thức là thành viên của Liên Hiệp Quốc, chúng ta chỉ là quan sát viên của Liên Hiệp Quốc mà thôi, tức là chúng ta có tư cách là quan sát viên, gần tư cách của thành viên nhưng chưa phải là thành viên chính thức. Thành ra chính vì vậy thằng Bắc Kỳ Cộng sản và thằng Tàu Cộng và thằng Xô Cộng nó làm mọi cách để nó xâm lược chúng ta, mà Liên Hiệp Quốc nó không lên tiếng được, Liên Hiệp Quốc nó không làm gì được, nó không cản được, bởi vì chúng ta không được công nhận là một quốc gia thành viên. Nhưng sau cái cuộc tổng tuyển cử sắp tới, bởi cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa mà luật sư Thọ đã trình bày với quý vị, thì ngay lập tức chúng ta có một thành viên mới của Liên Hiệp Quốc. Thì các anh chị biết bây giờ, ví dụ Liên Hiệp Quốc có 200 nước thì chúng ta là 201, thì nói gì cho nó dễ hiểu, mình như bây giờ chưa tới 200 nước. Thì điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ vĩnh viễn không bị xâm lược nữa, ít nhất từ vị trí 17, từ Hoàng Sa trở về Nam. Các anh chị có hiểu cái cơ hội rất lớn của dân tộc mình không, của đất nước, của quốc gia mình không? Chúng ta sẽ gần như không bị xâm lược nữa, bởi vì chúng ta là thành viên rồi thì ai xâm lược chúng ta nữa? Chủ quyền chúng ta được xác lập, Liên Hiệp Quốc nó có những cái công pháp quốc tế gì chống xâm lược hết rồi. Và thằng nào là thành viên Liên Hiệp Quốc thì không thể nào chống lại những điều đó. Đó chính là cái cơ hội lịch sử để chúng ta thoát, mà quý vị ở trong nước hay nói đó, thoát Tàu, thoát Trung,